Sáng ngày 14 tháng 9, Công an huyện Đắk Rơ Lấp, Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Bình, 29 tuổi, trú xã Kiến Thành để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi toàn huyện Đắk Rơ Lấp áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, Bình đã đăng ký tham gia trực tại chốt thôn 1, xã Kiến Thành. Trong thời gian ứng trực, Bình được cấp trang phục dân quân tự vệ, tham gia đội shipper không đồng để đưa nhu yếu phẩm cho người dân. Lợi dụng việc đi giao hàng, ngày 10 tháng 9, Bình đã lấy một gói ma túy đến chốt của tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức, Đắk Rơ Lấp để bán cho NCB với giá 500.000 đồng. Trong lúc mua bán, Bình bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đắk Rơ Lấp cũng bắt khẩn cấp Bùi Văn Thương, 23 tuổi, em ruột Bình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm trong vụ án.